Rồi bắt đầu. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp vô cái phần là Multiple Upload ha. Ok, chúng ta mở lại cái slide đang học nữa ha. Đó là file. Ở đây mình sẽ tạo thêm một mới Multiple Upload. Rồi, trong đây chúng ta sẽ có một cái file tên là đăng ký.php. Và việc xử lý upload, tất cả hình ảnh sẽ đưa vào thư mục có tên là upload. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ có hai phần. Thì thứ nhất, chúng ta xem lại đi xíu nha. Thì cái file này nếu ai chưa có thì bạn lên cái group Facebook của mình, bạn download sụp bữa trước về. Bữa trước chúng ta có file này rồi, thì chúng ta sử dụng lại. Thì trong đây nhắc lại, trong đây chúng ta có hai hàm. Một là upload single file, hai là hàm tạo chuỗi random. Thì chúng ta nên lấy cái file này nếu như chưa có ha. Rồi, mặc định hôm nay chúng ta có rồi, chúng ta chỉ việc xử lý thôi. Các bạn quan sát tí xíu. Rồi, nhìn lại bạn tí xíu nè. Action rõ method post. Cái form chúng ta, thì cái form mà biết rồi. Muốn upload được file thì chúng ta phải có encrypt type form. Rồi, quan sát. Chúng ta sẽ có một cái file view name, ví dụ đặt tên là avatar. Rồi chúng ta có type of file name là avatar. Và nghe nè, cố tình thay các dấu nháy đôi bằng dấu nháy đơn. Tại sao cố tình? Cuối giờ sẽ biết. Tiếp, chúng ta sẽ có một cái button, insert form button, có type là submit, value là đăng ký. Rồi, cái name tên là submit. Xong thì bữa trước chúng ta học như vậy. Thì chúng ta có cái form. Trong cái form chúng ta có cái file view và chúng ta có cái button submit. Thì chọn file gì đó, bấm đăng ký. Thì các bạn thấy cái trang refresh lại. Thì khi cái trang refresh lại thì ở trên cùng á, chúng ta sẽ kiểm tra là if acceptable post submit, thì chúng ta gọi hàm single upload, chúng ta up truyền avatar vô thì nó sẽ up vào thư mục upload của mình. Rồi, bữa trước chúng ta học như vậy. Thì bây giờ nói thêm tí xíu. Giả dụ như chúng ta cho một cái div nó bao cái file view này lại, đặt cho nó ID là chọn file. Thì có cái div để làm chi? Để nó chặn cái file view này nguyên một ngày, thì nó sẽ đẩy cái button này xuống. Ok ha. Rồi bây giờ mình được bóc nó là gì? Bạn thấy là khi mà bạn up hình á, thì nó sẽ cho bạn cái ô để bạn chọn file là một chuyện. Nhưng mà giả dụ như bạn cần up nhiều tấm nữa, thì theo bạn ở ngoài người ta hay làm thế nào? Ví dụ chúng ta muốn thêm file nữa thì ở ngoài người ta hay làm những dạng gì? Chúng ta xem thử ha. Bây giờ chúng ta vào thử mail của Yahoo. Chúng ta compose để mà tạo cái mail mới thử nha. Còn bên đây làm Facebook thì chúng ta bấm vào ở đây đi. Rồi, ví dụ như về cái tủ của mình đi, dễ thấy hơn. Rồi, Yahoo nó hơi chậm ha. Rồi, bấm vô up hình nè, ảnh, bấm qua ảnh đi, chúng ta sẽ upload file á. Ở bên mail được rồi nè, bấm vô attach để mà kẹp một cái file gì đó đính kèm vô tấm hình. À, thằng này nó không có làm gì đó mà nó chỉ để cho bấm lần nữa thôi, bấm attach lần nữa. Tìm giật hả? Đúng rồi, bên anh nó cũng bị chậm em. Đây do mạng, tạm thời để chút nha. Đó, đây dẫn lên hai file. À, như vậy đối với thằng Yahoo á, thì nó cho mình bấm attach, add file vô. Còn bên Facebook á, nó làm như nè, tải ảnh lên nha, tải đường tấm. Thì bạn thấy ngay lập tức nó phát sinh ra cái dấu cộng kế bên. Có dấu cộng kế bên, nó chậm hơn tấm nữa. Và ngay lập tức nó có thêm dấu cộng kế bên nữa.
Nghĩa là mỗi lần bấm dấu cộng là mỗi lần nó sẽ cho ta chọn lại. À, như vậy thì giải pháp của nó làm là gì? Giờ quay lại trang của mình nè. Bây giờ muốn khách hàng, mình đoán đoán là khách hàng người ta có thể thêm một cái file nào đó nữa, giờ chúng ta phải làm gì đó cho người ta bấm add thêm file để mà upload. Thí dụ như, giả dụ như nha, ở đây chúng ta cho cái div ID là btn thêm file, trong đây có chữ thêm file. Rồi chạy lại thử đó. Thì bây giờ đầu tiên nha, khoan hãy nói gì tới cái việc upload một lần nhiều file. Bây giờ cái quan trọng nè, viết code bấm vào thêm file, click một cái ngay lập tức có thêm cái file kia nữa nó chèn phía dưới, click một cái thêm một cái, click một cái thêm một cái. Ai biết cách làm cho anh giải thích này, cho anh hướng dẫn, cho anh cái gợi ý này. Thêm file, trước khi làm á, chúng ta làm cái set tí xíu cho dễ nhìn ha. Thăng thêm file, ok, viết 150 background color, rồi khỏi color đi, border thôi, solid một cái sọt green, rồi màu chữ là green, ok, padding 20 pixel, text align center, ok. Rồi bự quá, 70 rồi, nút thêm file, yêu cầu là click thêm file, click một cái ngay lập tức chúng ta có thêm file kia nữa. Làm sao, ai biết? Ở đây hôm nay chúng ta sẽ hai phần, một là cái nút này, hai là bấm rao chọn file. Thì để cho bạn giảm tải cái áp lực về dễ dễ khả năng dành quà, thì mình sẽ giúp bạn cái phần nút thêm file này, nó rất là đơn giản, nó tại vì nó không liên quan tới upload mà nó upload mà. Đó. Thì bây giờ nói bên kia bạn không hiểu đúng không? Bây giờ nhìn qua đây nè, nghe kỹ nè, nghe kỹ nha, nói cái này các bạn hiểu liền, làm sao liền nè, nhìn nè, để ý hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, tự nhiên hôm nay cái mình bắt bạn chuyển nhé đôi nhé đơn và mình cố tình cho cái deep bao lại là cái lạ thứ hai. Thật ra có deep hay không deep có ảnh hưởng gì không? Không, thì có hai cái lạ đó mà bạn suy nghĩ nha, nghe của đề bài này, click vào cái deep này thì chúng ta sẽ có thêm một cái dòng nữa đây, click vào thêm file lần nữa chúng ta thêm một dòng nữa đây. Như vậy nói tới đây thôi, bây giờ bạn phán đoán là mình dùng gì để mình làm bảy mấy bb JavaScript jQuery và bắt sự kiện click vào thằng này, thì có phải là chúng ta đang đứng trong cái ruột của nào, cái ruột của chọn file, và cái ruột của chọn file chúng ta thêm một cái chuỗi HTML mới, thêm cái mới nữa ra như vậy thôi, quá dễ. Đó, bây giờ giải pháp chúng ta như sau. Thứ nhất, chúng ta đào jQuery về. Hôm nay mạng ra nước ngoài chậm quá hả? Có ai nghe nói gì đứt cáp gì nữa không? Còn bạn chụp nó lại sao cứ cứ mạng chậm với bạn đứt rồi cái mập vậy? Không phải từ nghiệp nhỏ. Ok, down jQuery về. Thì mình biết thế nào cũng có bạn đã quên jQuery rồi, nên thôi, mình code lại cho bạn xem luôn ha. Thứ nhất, bạn down thư viện jQuery về, bạn nhúng vào cái site của mình. Thứ hai, chúng ta viết code gọi nó đô la document chấm gì ready, trong đây là function cặp tròn cặp nhọn, khỏi test chắc chắn là phải chạy được rồi. Bây giờ mình master phần đó, mình đâu cần lo jQuery nữa đúng không? Bắt sự kiện cái click vào thêm file, viết sao đây, thêm file chấm click, gọi một cái hành động function cặp tròn cặp nhọn,
Rồi bây giờ chỗ này mới hay nè. Click cho thằng này. Tìm thằng chọn file và cái root của chọn file gắn thêm cái chuỗi này. Đi tìm thằng chọn file, đi tìm thằng chọn file. Chọn file. Chấm. HTML á có nghĩa là gì? Là cái root nó đang có biến mất, nó thay root mới như vậy thì đâu gọi là thêm file nữa. Chúng ta mỗi lần click vào nó xuất hiện thêm một cái nữa mà. Không phải là HTML làm gì chứ không? Đúng rồi, fan thấy chưa, quên bài rồi đấy chưa? Bỏ là quên liền, lập trình mà, không bỏ trong tuần là quên liền á. Chúng ta ban nguyên chuỗi nè, biết cái chuỗi này phát sinh ra cái trọng file mà. Quan vô, hình dung chưa? Rồi, nó xuống hàng thôi, khó nhìn cái chịu khó ha. Ok, F12 test thử nha. Thêm. Thấy chưa? Rồi, xong. Chỉ số 1. Rồi mỗi lần thêm thì nó cứ dính ngang vậy thì khó nhìn quá. Thì thôi bây giờ chúng ta nói là như vậy. Cứ mỗi lần thêm thì đằng trước của nó là chúng ta có thể br. Nghĩa là cái hàng cũ xuống hàng rồi xuất hiện cái file phim mới, hiểu không? F12 trở lại. Thêm. Rồi. Chưa, mình sẽ giúp bạn thêm cái nữa. Bây giờ chúng ta viết code upload được một thằng đi đã. Upload được một thằng đi đã ha. Thì cái chuyện thêm thì biết được rồi, để đó. Nhưng mà bây giờ gửi cho bạn cái nè. Viết code chúng ta upload này vô nha. Thì để cho bạn dễ quan sát thì cái file này nè, mình save as nó vào ngay bên trong cái thư mục Multiple Upload luôn. Để tí nữa mình zip toàn bộ lại, mình đưa cho bạn cái thư mục Multiple Upload này. Thì bạn buông nén ra thì bạn sẽ có sẵn tất cả như nãy giờ bạn làm, và bạn chỉ việc code thằng Multiple Upload thôi. Được chưa? Bạn nào có lỡ nghĩ cũng sao hết, chúng ta lấy cái sai này chúng ta học tiếp thôi, chứ không có thử gì hết. Rồi, thì bây giờ nó ngang hàng nhau rồi. Thành ra chúng ta chỉ việc là rewrite nó vào rồi. Lên trên cùng. Các bạn rewrite nó vào. Xong. Bây giờ chúng ta viết đoạn code là nếu như có tồn tại cái nút upload thì cái nút chúng ta có tên là submit. Thì trên đây là nếu tồn tại là reset đô la post của cái nút submit thì chúng ta sẽ làm một thao tác là gọi cái hàm upload này ra. Rồi, gọi nó ra. Đó. Thì thứ nhất, thông số nhất là cái name, chúng ta học rồi. Name nó sẽ chính là cái name của thằng này. Rồi, folder chúng ta tên là upload. Tối đa lên 100 MB luôn. Và cái type chúng ta sẽ tạo cái array. Ví dụ như là PNG. Shipper. Và đọc cẩn thận nữa thì thêm cái PNG hoa cũng được. Thì em biết là một số hình mà bạn đào trên mạng về á, nhiều thẳng đẩy cái đuôi nước hoa lắm. Rồi, vậy cho nó chắc ha. Rồi, cuối hàng chống phẩy. Xong, thì cái này hôm bữa mình học mà. Bây giờ mình test thử nha. F12 chạy. Rồi, đây là cái mình từ bỏ blog ha. Từ một blog của mình nè. Đây là màn hình web của mình. Rồi, thử nha. À, tại vì khi bạn require vô, nhớ không làm bữa trước là ở trong cái file này khi bạn require á. À, đúng rồi. Bữa trước ta đang test cái phần này. Rồi. Thì mở cái folder lên, test thử nha. Bấm browse, chọn tấm hình. Đăng ký. Has been uploaded. Sao nó không hiện lên? À, ra ngoài nằm rồi nè bạn ơi. À, thiếu cái suyệt.
Ok, như vậy là chúng ta sẽ đi vào lúc mà cái chỗ mà gọi cái hàm á, upload xuyệt cái này đúng không? Ok, mình chạy lại lần nữa ha. Rồi, chọn file, đăng ký. Ok, lên. Rồi, như vậy là cái phần này ngon lành ha. Thì bây giờ nhiệm vụ của bạn nè, giờ nghe kỹ nha. Mọi người nhìn nè, bây giờ không gọi cái hàm này nữa. Tại vì nếu mà gọi cái hàm thì bạn sẽ không có biết được là bên đây nó viết làm sao. Mọi người tập trung nha. Thay vì gọi cái hàm, bây giờ mình đem tất cả đằng code đây nè, đằng code upload đây nè, mình đem qua đăng ký. Coi như khúc này là không có gì đi ha. Mọi người tập trung nha. Tí xíu mình sẽ gửi file này cho các bạn và bạn support tiếp nó đây cho mình. Mọi người tập trung nè, mình vừa dán vô đó. Thì cái chỗ target file là đô la folder, folder chúng ta sẽ làm upload. Rồi, đô la name chúng ta sẽ là thằng avatar. Xong, target file vừa mới tạo extension. Chỗ này là nhân tiện ta ôn luôn ha. Cái này check fact có nghĩa là kiểm tra cái file hình mà nó giả mạo. Thí dụ như file file PHP mà nó thay cái đuôi thành file PNG chẳng hạn, thì cái hàm này sẽ kiểm tra cái file đó có là file hình hay không. Đó. Thì cái name của chúng ta là avatar. Đô la name avatar. Rồi, tên và bên em. Check my file not image. Đúng rồi. Target file có rồi. Ok. Name chúng ta là avatar. Đây là chúng ta đang kiểm tra cái size của nó. Cái max của chúng ta là 100, tối đa là 100 MB. Rồi, image file type, đưa là type. Thì cái type của chúng ta sẽ là cái gì? À, cái array. Đem cái array để ra ngoài. Ok, đưa là type bằng. Ok, mảng type đi. Type mảng, mảng type. Đặt cái tên mới luôn ha. Rồi, thì cái mảng type chúng ta sẽ so sánh với cái thằng này. Image by type và lấy đâu về. Ở trên như vậy cái type là này. Cái mảng type chúng ta. Rồi, xong. Rồi, upload ok. Đó là file. Cái name chúng ta sẽ là avatar. Okay, avatar. Target file. Biết còn nữa không? Đây. À, xin lỗi. Đây. Rồi, xong ha. Target file ở trên. Rồi, ok. Xong, như vậy chúng ta chạy lần nữa nhưng mà lần này chúng ta không được hàm. Tại sao hơi cực như vậy? Bạn thấy là có hàm rồi xong đấy ra xài. Mà viết lại như vậy. Tại vì hôm nay chúng ta không upload một file nữa mà chúng ta upload một cái mảng nhiều file. Thành ra mình đem cái đoạn code này ra lại. Chúng ta sẽ nhìn nó, chúng ta làm. Thì bây giờ chúng ta chạy lần nữa, nhưng mà lần này chúng ta test bằng cái hàm upload không dùng function. Coi chưa có gì hết nha. Chọn file. Upload. Ok, lên. Cái bài trang này chạy hoàn chỉnh nha, mà không dùng hàm. Thì bây giờ mọi người tập trung nha. Bây giờ là bắt đầu câu hỏi cho các bạn nè. Mình sẽ zip cái thư mục này lại cho tất cả mọi người đều phải download được nó hết. Sau đó mọi người buông nén ra sẽ có từ một mình từ bộ lớp này. Và câu hỏi các bạn có đặt ra là như sau. Bạn quan sát là cái file field của chúng ta, cái name của nó là avatar. Khi mà bấm thêm file chúng ta sẽ có thêm một cái thằng nữa nằm dưới đây. Và vấn đề là cái hai thằng này nó bị trùng gì? Trùng name. Thì cái avatar khi mà bạn gọi ra chỗ này nè, cái mảng type là đương nhiên không nói rồi. Đây, bắt đầu từ chỗ này có vấn đề. Bạn gọi cái name của cái avatar trong khi chúng ta có tới hai cái avatar rồi. Mà vấn đề là bạn sẽ không biết được là khách hàng người ta sẽ add bao nhiêu cái mới. Mình biết luôn, mình đọc nhiều source code của các bạn đi trước, bạn quăng nó, bạn bỏ công ty còn đi, cái bên công ty mình vô sửa mình gặp nhiều lắm.
có nhiều bạn không có làm chỗ này á, cái bạn bạn chỉ lụi, mà người ta gọi là code lụi á, bạn ép thẳng một chục cái file fill của trọng, tại vì khách hàng up ngoài tấm thôi, mà ép một chục cái thì mình thấy một chục cái xử lý giống vậy nè, quá cực đi. Mà cái nữa lỡ khách hàng người ta muốn 11 cái thì sao, lúc đó nó banh có được sửa lại, lúc đó thằng đó nó nghỉ rồi. Và chúng ta phải linh động làm sao đó là khách hàng muốn ép bao nhiêu cái thoải mái, và cứ như đó up lớn lên hết đó. Thì vấn đề đặt ra ở đây là ở đây bạn gọi cái avatar, thì lỡ người ta có nhiều avatar là sao, thấy chưa? Rồi tí xíu mình sẽ gửi cho bạn cái chỗ này. Giờ trước tiên ha, mình gửi cho bạn cái folder mentorbot lớp này, sau đó bạn chạy thử trên máy của bạn, bạn upload, bạn thấy cái hình bạn vừa upload này chứng tỏ là có này chạy thành công, test trên máy mình trước, sau đó mình sẽ gợi ý cho bạn một cái nữa, rồi bạn mới tiến hành làm mentorbot lớp ha. Rồi ok, tất cả biết thường hết, tất chưa biết ngoan. Bạn download về, bạn được một mentorbot lớp, bạn tạo cái size mới, bạn rõ cho nó cũng được, hoặc là bạn đây nó bằng hải cái size của bạn. Sau đó bạn mở trên đăng ký lên, bạn chạy thử với máy của mình, đảm bảo là upload được gì đã, rồi mình cũng tiếp. Ok, thôi tất cả các bạn về đây xíu, bây giờ mọi người nghe kỹ nha. Thôi nhìn lên bảng, cái này bắt đầu quan trọng đây, tập trung quan trọng hết nha, bỏ một chục xuống nhìn nó hết nè. Cái file view chúng ta có name là avatar, có name là avatar, thì đi lên đây á, giật quá hả? Để anh xem, các bạn nào bị giật nữa không? Các bạn khác có nghe được không? Hay là có trục trặc gì không? Ngoài bạn Nguyễn Tuấn Duy nè, các bạn khác thì sao? Rồi các bạn cố gắng là sao nó chậm lại, mình sao nó chậm lại. Rồi tập trung, cái name nó là avatar, thành ra cái đoạn code mà xử lý upload á, chúng ta gọi là $file avatar. Còn lại chúng ta không bàn nữa, tại vì chúng ta đã được học rồi. Rồi dừng lại đó. Trước khi bạn suy nghĩ làm thì mình sẽ gợi ý cho bạn một cái bài nhỏ nhỏ như sau. Mình có cái file nữa, file này demo thôi chứ không có tác dụng gì nha, chứ không liên quan tới bài upload nha. Bài này demo thôi. Đây, ở đây chúng ta có cái form method push action rỗng. Ok, và giả dụ trong đây chúng ta cũng có cái form để mà upload, thì mượn cái đoạn encrypt đem qua. Rồi ok, bây giờ trong đây chúng ta sẽ insert một cái text field có name là hotend. Rồi ở đây chúng ta sẽ insert một cái button để mà submit, button submit có value là đăng ký. Ok rồi xong, thì khi nó submit về á, để bạn thấy action rỗng mà, thành ra là khi mà submit thì nó submit là ngay trang demo, và chúng ta gọi cái họ tên ra, và đương nhiên chúng ta phải nói rõ ràng là nếu có bấm nút submit set if. Rồi tập trung nha, chỗ này quan trọng nè, nếu như có tồn tại cái nút là name là submit đó, có nếu tồn tại nút submit thì chúng ta sẽ echo $post cái ho tên ra. Xong F12 chờ thử, nhập liệu vô, bấm đăng ký. Quá đẹp, chúng ta học từ xưa giờ rồi. Nhưng mà mọi người nghe, giả dụ như chúng ta có tới hai cái tag field họ tên thì chuyện gì xảy ra đây? Copy xuống hai cục, rõ ràng hai cục nha. F12 chạy, tập trung.
đằng dưới là bơi bơi bơi. Bấm đăng ký, bạn đoán trong đầu coi nó sẽ ra kiểu gì. A, B hay cả hai? B, đăng ký thử nha. Cái gọi là B. Vậy nếu nói gì thằng đậu mất rồi. Chà, căng à. Thấy chưa? Cái file fill, cái tag fill nó dễ mà làm chưa được. Chưa có bắt được trường hợp nó có nhiều thằng giống nhau, cùng nem với nhau. Thì làm sao mà chúng ta giải quyết được file fill? File fill còn khó hơn này á, tại vì file fill nó là file. Còn này post cái tên vậy xong rồi. Giải pháp chúng ta là cái gì? Để mà làm sao chúng ta có thể post được về nhiều thằng giống nhau. Giả như khách hàng bấm add thêm 3-4 thằng thì sao? Đó, thấy chưa? 1 2 3 đăng ký, bắt cuối cùng. Rồi, tập trung lớn, chỗ này quan trọng nhất luôn. Gửi các bạn, nếu trong form chúng ta có nhiều đối tượng giống tên với nhau thì bạn muốn truyền tất cả nó qua, thì bạn nhớ là tất cả mọi người đều giống nhau mà gom nguyên đóng quăng qua thì bạn nhớ tới đối tượng gì. Không phải trong lập trình đó, gom nhóm lại thì bạn nhớ tới bài gì. Đúng rồi, array, chính xác. Không phải class, array. Array, nghe nè. Muốn cái thằng này á, là một cái array thì trong cái name bạn phải kết thúc bằng dấu ngoặc vuông cả ba thằng. Rồi chạy thử coi nó có gì xảy ra không nha. Bấm đăng ký. Nó báo lỗi liền. Nhưng mà cái mình may mắn là gì, nó báo lỗi gì? Array to string conversion bị lỗi. Nghe nó chuyển array về cái chuỗi không được. Mình echo ra mà echo là cái chuỗi mới echo được. Mà trong khi gặp cái lỗi này là biết ngay lỗi mảng mà đi string nó bắt lỗi liền. Như vậy suy ra nhắc tới mảng muốn test nó, cái này nó có lỗi nè. Muốn test liên quan tới mảng xảy gì. Đúng rồi, print error. Đó, hiểu rồi đó. Mò vậy đó. Mình đang chỉ cho bạn cách mò sau này á. Print error nó ra. Để chúng ta xem coi nó là cái cục gì ở trong đây. Ha, F12 trở lại. 1 2 3. Rồi, cẩn thận nha. Bắt đầu đăng ký. Đó. Thấy gì chưa? Phần tử thứ 0 là 11. Thứ 1 là 22. Thứ 2 là 33, như vậy là 0 1 2. Vậy suy ra chúng ta muốn diệt cái mảng đó chúng ta làm cái gì? Như vậy bạn post được về là cái gì đây? Cái mảng đó, ví dụ giả dụ đi. Mảng đó, chúng ta có cái mảng. Thử nha, echo đô la mảng phần tử thứ 1. F12 xem thử. Ai trả lời được? Nếu bấm nút đăng ký nó in ra bằng cái gì? Đúng rồi, hiểu bài chưa? Đó, như vậy là nếu như nhiều thằng giống nhau thì chúng ta đặt cái name nó kết thúc bằng dấu ngoặc vuông. Và chúng ta gọi nó là cách như vậy. Đó, bây giờ muốn diệt cả ba thằng. For thì mình biết là chúng ta cần in số 0, in số 1, in số 2, như vậy thì bạn đoán chúng ta dùng gì? For hoặc là for each. Ví dụ như 0, 1, 2 thì cái biến y của mình nó sẽ chạy bắt đầu từ 0 và nó chạy tới cái gì nè, nhỏ hơn count, đúng không? Biết y là đếm mảng là count, đúng không? Không, count mà biết y là đếm phần tử mảng là cái gì? Count, đúng rồi, anh nhớ lộn mấy thằng khác. Y cộng cộng, rồi nhỏ hơn count, tại vì count ra thứ ba lận. Thì nhỏ hơn cao là 0, 1, 2. Thứ 2 là dừng lại. Rồi echo ở đây là đô la gì? Thì xong F12 chạy. Hit thì Z đăng ký. Xong à. Đúng rồi, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Đó. Bây giờ thí dụ như quay lại cái bài của mình hồi nãy đi. Cái bài đăng ký chúng ta có đoạn script giống như vậy. Ok. Cái đoạn script
Bây giờ chúng ta cũng làm bộ cho cái nút đi, làm bộ cho cái nút thêm file này, thí dụ thôi nha. Rồi thêm file, cái nút thêm file. Rồi ở đây cũng có cái deep nó bao mang này lại đó. Thì cái deep này là có ID là chọn file, và mỗi lần mà bạn bấm vô đây thì nó làm gì, nó ven cái chuỗi cái này chứ không phải là cái chỗ kia. Mà bạn thấy ngoài nhớ đôi là nó có thay nhớ đơn, chỉ tại sao cố tình kêu bạn thay nhớ đơn chưa, để mình copy mình quăng đây cho lẹ chứ nếu không sửa, hiểu không? F12 test thử nè, thêm 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 4 file, 1 qw er đăng ký một cái đó, nó gỡ ra hết, hiểu chưa? Khách ta muốn thêm mấy cái kệ người ta, mình cứ cho dòng kho chạy từ đầu tới cuối, là sẽ biết cuối lần nào ai biết được, người ta chọn bao nhiêu cái thì mình cứ cho dòng kho nó chạy tiếp theo là nó ra, hiểu bài chưa? Thì cái file này để cho bạn biết được cái cách mà chúng ta làm. Để tóm lại làm gì đây, chỉ cần á bạn cho cái name á trong mặt vuông, thì khi bạn post họ tên về chúng ta sẽ được cái mảng, hình dung chưa? Bạn được phép có nhiều cái thằng này, có nhiều cái thằng cùng name với nhau, nhưng mà nếu cùng name mà kết thúc bằng mặt vuông thì khi bạn post họ tên về chúng ta sẽ được cái array. Rồi cái đóng thằng nhận linh tinh này khép lại để cho bạn hình dung được cái bài của mình. Rồi xong. Nói tóm lại nãy giờ, đây là cái gợi ý cho bạn. Nghĩa là cái name của bạn á, bạn thêm mặt vuông đằng sau, thì khi bạn post cái thằng họ tên về, chúng ta được cái array. Bạn dùng cái này để bạn duyệt cái array. Hình dung rồi ha. Rồi, ok. Bây giờ quay lại cái bài đăng ký của mình. Chúng ta có cái chọn có cái input name là avatar. Và khi mà bạn click vào thêm file thì chúng ta add một cái thằng mới ở pen nó vào. Thì đó là ý nghĩa của đoạn JavaScript chỗ này. Và khi mà bạn post cái avatar về, nếu tồn tại nó submit, bạn post avatar về insert database. Bây giờ đề bài đưa ra như sau, bắt đầu bài của bạn nè. Bấm thêm file thì chúng ta sẽ thêm được rất nhiều file dưới đây. Chúng ta sẽ chọn nhiều file khác nhau hoặc giống nhau tùy bạn. Bấm đăng ký thì nó submit lại. Và hiện tại nó chỉ upload được một file đầu tiên thôi, chứ không phải ba đằng kia. Nhiệm vụ của bạn là người ta bấm thêm file bao nhiêu thoải mái. Người ta chọn 5 file khác nhau, bấm đăng ký thì ngay lập tức 5 file đó nó phải nhảy vào trò upload này. Người ta thêm bao nhiêu file tùy tùy. Trong vòng bây giờ là bây giờ mấy giờ rồi, 8:30, trong vòng 45 phút, nhà tới 9:15 dừng lại. Nếu bạn nào làm được bài này, anh sẽ tặng cho một khóa học bất kỳ tại trang khoa phản trong bên ở trong đây, bất kỳ khóa nào tùy bạn, cho bạn quyết định bạn chọn, anh không quan tâm giá tiền của nó. Bạn nào làm được đầu tiên cho anh xuống anh xem, giải thích cho anh coi. Rồi nếu bạn làm được nhiều 45 phút, bạn chọn bất kỳ khóa nào ở trong đây nha. Rồi bắt đầu, hiểu bài chưa, có ai chưa hiểu không, hỏi lại nè, anh giải thích chưa? Các bạn like cũng vậy luôn, anh like làm được cho anh biết, anh tìm video cho anh coi. Rồi bắt đầu, anh tắt cái clip nha, video nặng. Ok, chúng ta tiếp tục quay lại cái bài của mình ha. Thì hiện tại là cái trang đăng ký, thì bạn bấm thêm file, bấm vào thêm file, chúng ta viết code, chúng ta append và chọn file ở chỗ này. Đây, bấm vào thêm file, tìm và chọn file append thêm với một cái file mới. Rồi, sau đó chúng ta bóp lớp. Thì bây giờ chúng ta tạm thời quên đi cái việc upload, chúng ta làm cái việc xử lý cái việc nó nhiều file trước đã. Thì ở đây cái đoạn code mà xịt sao sao xịt là cái root của upload, tạm thời chúng ta đóng lại. Đó, đóng lại để kiểm tra cái việc submit nhiều file trước đã. Thì chúng ta học rồi,
muốn mà submit nhiều file thì cái name của thằng này, cái name của mày nè phải có cái gì bạn mặt vuông để xác định rằng nó cái mảng. Đồng thời khi mà bạn append một cái thằng mới vào thì cái name của thằng này cũng mới là avatar mặt vuông. Và bây giờ chúng ta thử post thằng avatar về xem coi chúng ta được cái gì nha. Rồi nếu tồn tại nó submit cho nó là mảng file, chúng ta sẽ post. Ủa mà là cái post mà là cái gì bạn? Files cái avatar, avatar đó, file có s đúng rồi, xem lại cái tên avatar nha. Đúng rồi, avatar files avatar. Và theo thói quen chúng ta thử print error cái thằng mảng file này ra để chúng ta xem cái hình dạng nó thế nào nha. Rồi F12 chạy, làm bộ thêm hai file nữa và chúng ta nhấp chọn file file thứ nhất. Ok rồi, file thứ hai, file thứ ba. Rồi bấm đăng ký. Bây giờ chúng ta thử xem cái mã nguồn của nó và cái đoạn code mà bạn đang gọi cái mảng file này nè. Tại vì cái name nó avatar mà full thì khi bạn post về chúng ta được cái mảng giống như vậy. Bây giờ mình sẽ chụp hình nó lại một cái. Đó, thật ra nhắc tới bài upload nhiều file á, đúng ra anh chỉ bạn tới đây thôi, dừng lại không chỉ nữa. Và cái nhà mình làm tiếp. Tại sao vậy? Cái mảng chúng ta học rồi, việc mảng dòng kho học rồi, upload học rồi, cái việc mà name có một vuông mới gì chỉ thôi, đó là bạn lắp ráp lại đó. Thôi mình vẫn sửa hoàn chỉnh cái bài này để mình xem thử nha. Thì bây giờ chúng ta quan sát cái này ha. Ok rồi, thì bây giờ theo bạn bây giờ chúng ta phải duyệt nha, duyệt cái mảng làm sao để mà chúng ta upload được nè. Rồi giờ bạn tập trung. Ok bự ra xíu. Rồi thì bây giờ bạn quan sát nè, thì chúng ta có mảng file rồi, theo bạn bây giờ duyệt file chúng ta làm cái gì? Chúng ta cho dòng for đó, một cái bit y bằng 0, y nhỏ hơn cái gì ai biết? Count của cái gì nè, array này á là cái đô la mảng file. Mà bạn thấy nè, 0120120 ai là phần tử của ai? Của thằng name. Ủa, phần tử y nhưng mà nó kiểm tra trong hàng. Đúng rồi, rồi chúng ta truy cập vào phần tử name đó. Rồi giờ giả dụ như chúng ta cần in ra cái name đi, chúng ta cần in ra cái name equal đô la mảng file phần tử thứ name, phần tử name, phần tử thứ đô la y đó. Chúng ta test như vậy, y còn cộng nữa. Bạn dùng rồi ha. Rồi xem thử thêm cái bờ rờ nữa để cho các bạn quan sát dễ. Rồi cái trang này F5 thì muốn mình sẽ gửi lại ba cái file nãy đã mất công phải làm lại đó. Chúng ta được ba từng file, hiểu chưa? Đó, chúng ta sẽ quản lý được cái việc mà nhiều file đó. Đó, sống vậy thôi, quá dễ. Rồi bây giờ vấn đề còn lại là chúng ta không có muốn in này ra. Không muốn in này ra mà chúng ta phải ngồi đem cái đoạn code mà upload một file này nè, chúng ta đem vô. Rồi đoạn code này mọi người tập trung thì là cao độ nha. Mọi người đây, bây giờ để chú thích, chúng ta biết là đây là cái đống mà giữa chỗ này là trong dòng for, thì chúng ta đưa cái đoạn code mà upload một file vô. Rồi thì cái mảng thì không cần đưa vô for,
trong Google Form, tại vì chúng ta chỉ có một cái mảng duy nhất thôi. Thành ra là có thể là chúng ta sẽ đem nó ra bên ngoài cũng được, để cái mảng file được chấp nhận upload. Bây giờ mọi người tập trung nha, chúng ta phải sửa cái gì đây? Đoạn for chúng ta nằm ở trong khúc này, và chúng ta xử lý cái đống này nữa là chúng ta đi về được rồi đó. Giải quyết nha, mọi người tập trung coi sửa gì nha. Nhìn lên hết. Target file là cái đường dẫn của cái file sẽ được upload. Nào cho upload là chuyện đương nhiên. Bây giờ cái này á là base name của avatar và name. Thì theo bạn với lại cái script mà nó in ra được cho chúng ta ở đây. Đây, đây là cái script mà nó trả lại chúng ta cái mảng file. Thì hồi nãy chúng ta truy cập thử vô name 012 rồi. Giờ bạn đoán trong đầu coi, theo bạn thì cái chỗ này chúng ta chỉnh sao? Đợi xíu mình chỉnh cái font nó nhỏ lại chút nữa nha. Rồi, dễ nhìn hơn. Bây giờ mọi người quan sát nè. Cái chỗ này nè, mình sửa thành cái gì? Avatar, cái này là chỉ lấy một thằng avatar trong khi chúng ta đang có cái mảng avatar. Và bạn nhớ, chúng ta đang nằm trong dòng for y nó chạy từ 0 cho tới 1 tới 2. Nếu chúng ta chọn 3 file, y sẽ là 0, 1, 2. Hiện tại đây chúng ta cần truy cập tới cái name. Truy cập tới cái name. Mà cái name chúng ta là name 0, 1, 2. Rồi theo bạn chỗ này là gì nè? Bây giờ tạm thời nha, cắt đi và thả đâu đó trên đây, vẫn giữ lại để bạn đoán được nó là cái gì trong đây nha. Đó, bây giờ nếu một file là như vậy, còn bây giờ chúng ta là nhiều file thì chúng ta truy cập vô nào nè, mảng file, mảng file, mảng file đó, tới ai nè, name phần tử thứ đó, đơn giản vậy thôi. Thay vì ngày xưa là file avatar name thì bạn sẽ trả ra là 7lap.jpg là tên file. Nghĩa là nếu ngày xưa chỉ một file thôi thì chúng ta gọi cái này là một file nè, avatar name, nghĩa là truy cập vào 7lap file. Còn nhiều chúng ta sẽ là truy cập vô cái mảng file name phần tử thứ không nè, mảng file name phần tử thứ y, hiểu chưa? Nó chỉ khác vậy thôi đó. Rồi tiếp tục hiểu cái này, cái mình nhấn xuống một chút nha, coi chỗ nào cần phải chỉnh nha. Ok rồi, chỗ này dollar file avatar tmb name chính là thằng nào bạn? Thằng này nè, hiểu chưa? Vậy chúng ta sẽ sửa này lại là gì? Vẫn để đó nha, để nhỏ trên đây cho bạn hình dung được. Thì bây giờ chúng ta sẽ là files. Bây giờ ta sẽ là cái gì? Mảng file. Mảng file truy cập vô name. Không phải name. TMB name, đúng rồi. Và truy cập vô TMB name là đó. TMB name phần tử thứ. Thì xong. Được chưa? Check mine là chuyện đương nhiên. Rồi. Xong. Tiếp tục. Chúng ta check cái file có tồn tại hay chưa, xóa cái file rồi xong luôn, không phải chỉnh gì hết. Cái này dính cái file đó. Cái này là ngày xưa là nó truy cập vô cái size. Cắt nha, để nhỏ cho đây. Đó. Nó truy cập vô size của avatar thì size chúng ta nằm chỗ này nè. Để chúng ta truy cập vào mảng file. Truy cập vô ai? Vô size ở chỗ này. Size phần tử thứ đô la. Thì xong. Tiếp tục. Mảng type, mảng file ở trên có rồi, chúng ta không cần làm nữa. Ok, upload file rồi. Move upload the file avatar tên mà bên em. Để truy cập vô này, vô tên bên em rồi, quá dễ, mới làm tức thời xong. Mảng file chúng ta post về được. Chúng ta truy cập vào tmb name phần tử thứ y. Xong. Target name. Rồi tương tự. Ở đây là truy cập tới file avatar name. Thì giờ cũng khá là quen rồi. Thì đây chúng ta bỏ và nói là làm lại, nó truy cập tới đây. Avatar name, avatar name là truy cập vô này. Rồi. Đô la mảng file phần tử name phần tử thứ y.
là truy cập vô name và tử thi. Rồi xong, bây giờ chúng ta test thử nha. F12 chạy. Và giờ cho thêm một load, delete hết. Delete. Thêm 3 file. Thêm 3 file nha. Nó nhỏ lại. Bấm round. 1 tấm. 2 tấm. Ba tấm khác nhau. Rồi, bắt đầu đăng ký. Rồi, đọc, thấy chưa? Thấy lấy các khóa học dễ không? Rồi, quá dễ luôn, thấy chưa? Rồi, delete làm lại nha. Một file. Đó, up có file, thôi chỉ là một file chỉ đương nhiên rồi. Nếu mà một file thì là nó post về cái mảng có một phần tử là không. Nó chạy từ không tới nhỏ hơn 1. Không tới không rồi nó không chạy nữa. Thì một lần thôi. Thấy chưa? À, nếu mà nhiều file thì cứ bình tĩnh mà chọn. Cố tình chọn lại tấm này nha. Và chúng ta sẽ có hai cái tấm mới. 1 2 đăng ký. Lên hai tấm mới thôi. Tấm cũ nó báo là tấm đầu tiên nó báo là gì? File already exists. Cái chuyện này bữa trước học rồi, chúng ta không học lại nữa. Thấy chưa? Đó. Như vậy tóm lại, ở lớp mình thì bộ file chẳng qua nó chỉ bị khó, hơi bị khó ở chỗ là chỗ này là cái hay nè, nghĩa là bạn nhớ đặt cái name của chúng ta thêm mặt vuông vô, append avatar thêm mặt vuông, thì khi mà bạn dollar files nó về thì bạn sẽ được cái mảng. Bạn nào không biết cứ print error cái mảng file này ra và bạn sẽ biết ngay và phải làm gì tiếp theo. Thật ra cái đoạn dưới đây á, bạn thấy nó lằng nhằng, đừng có quan tâm đó. Quan tâm là bạn cứ print array nó ra đi. Khi bạn print array được, bạn hiểu nó thì bạn thấy ngay, rồi bây giờ một là for each, hai là for kể từ không. Chúng ta diệt cái mảng của nó. Và đương nhiên chúng ta nhìn thấy cái print array ra cái gì, chụp cái tấm hình nó lại để xem cái code của nó. Trong tấm hình này nè, đó em thấy ra được cái này. Thì chúng ta lần lượt truyền cái tham số trong cái hàm. Được chưa? Rồi xong cái gì thôi. Còn mong muốn của anh là về nhà ngon nữa thì các bạn viết code đem cái này nè biến thành một cái function giống như mình upload single file, bây giờ là upload multiple file, thì bạn tập đi xem thử coi trong đây chúng ta cần truyền tham số gì. Ví dụ cái name là bắt buộc phải truyền vô nè, chỉ vậy thôi. Và mình nghĩ á, nó rất là đơn giản, như là bạn chỉ việc là đem nguyên đống đây nè, đó nguyên đống này bạn đem vô trong một cái array, trong một cái hàm, và chỉ cần truyền các name thôi là xong. Bạn thấy nãy giờ thấy giống nhau gì, cũng mảng file name rồi mảng file gì đó, thì chỉ cần truyền cái avatar vô thôi là còn lại tất cả nó chạy hết y như cái hàm cốc nó xin một file đó. Thì đây là cái bài để cho chúng ta giải quyết cái việc bạn upload multiple file, hình dung được ha. Cái clip thì mình có quay, thành ra là về nhà bạn tập đừng nhìn clip, cứ mở cái bài mà bạn download về từ cái link hồi nãy, bạn download về buông nén ra ngồi làm giống mình như nè, kẹt lắm á thì hãy mở cái thằng clip này ra coi lại. Ok ha. Rồi để mình gửi thêm cho bạn cái này. Khoan, có câu hỏi gì không ta? Câu hỏi gì không? Rồi khoan để mình dừng clip lại tí nha.